Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sáng nay á, thì Chúa muốn tôi nhờ Chúa nói một sứ điệp để đem đến sự giải cứu và đem đến một cái điều bứt phá trên đời sống của chúng ta. Amen. Khi mà tôi đang hát bài thờ phượng Chúa, thì ngay lập tức tư tưởng tôi đã đến một cái tư tưởng là như là vượt qua số phận, vượt qua số phận, vượt qua số phận, vượt qua số phận. Và cái điều đó nó cứ áp đến liên tục tâm trí tôi vậy. Tôi nghĩ buổi sáng nay đúng là mình phải học tiếp về cái môn lãnh đạo, nhưng mà tại sao điều này xảy ra? Thì tôi hỏi Chúa thì quyết định như vậy. Nhờ ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ điều này không chỉ cho những người đang có mặt ở đây mà cũng cho tất cả những con người họ đang theo dõi trong cái YouTube của tôi nữa. Amen. Để cho chúng ta cùng biết rằng chính Chúa Giêsu sẽ giúp cho chúng ta vượt qua số phận. Amen. Xin chúng ta cùng mở với tôi ở trong sách Sử Ký để chúng ta xem lời của Chúa Trời về câu chuyện của ông Gia-bê. Rồi mỗi người trong chúng ta hãy nhờ ơn Chúa và biết rằng cái số phận của mỗi của người, nhưng mà nếu mà biết số phận đó mà biết đặt trong tay của Chúa thì chính Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua số phận. Amen. Cảm tạ Chúa. Chúng ta đến với lời của Chúa Trời và chúng ta công bố rằng Chúa sẽ làm bày tỏ những điều kỳ diệu trên mỗi người trong chúng ta. Chúng ta xem Sử Ký thứ nhất, đoạn thứ 4, từ câu 9 đến câu số 10. Hai câu. Sử Ký thứ nhất, đoạn 4, câu 9 và câu 10. Và chúng ta sẽ mời cô Mỹ Hiền lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình, mẹ người đặt tên là Gia-bê. Vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê phấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bầu cõi tôi rộng lớn, miền tay Chúa vùng giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Amen. Vượt qua số phận là cái điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta cần phải biết, và Chúa muốn mỗi người chúng ta phải bước qua khỏi số phận của mình. Amen. Số phận của mỗi người thì được sinh ra, được nói về những cái điều gì quá khứ, mình là tuổi con heo, con gà, con chó, con ngựa. Rồi số phận của mình là người phụ nữ ở tại Việt Nam, số phận của mình là sinh ra trong gia đình nghèo, số phận của mình là sinh ra những người làm kiếp nô lệ, những cái sự khổ sở. Nhưng mà buổi sáng hôm nay nhờ Chúa, tôi muốn dùng lời của Chúa Trời để giúp cho chúng ta biết rằng bí quyết để chúng ta vượt qua cả số phận của mình. Số phận của chúng ta, những cái số phận nào nó trói buộc chúng ta, thì chúng ta cần phải biết rằng chính Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng trên thập tự giá. Buổi sáng nay mình đã hát và mình đã công bố rằng Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng lề lối, đắc thắng cuộc chiến và đắc thắng lên thất vọng nữa. Amen. Đắc thắng cả bệnh tật nữa. Và chúng ta biết rằng ông Gia-bê này, câu chuyện này thì ai trong chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà làm thế nào để biến lời Logos này trở thành lời Rema cho mỗi người trong chúng ta? Cái đó là cái quan trọng. Làm thế nào để chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận lời của Chúa vào cho chính cá nhân của mình? Tôi xin nhắc lại, lời Kinh Thánh là lời của Logos, là lời phán tự viết ra cho mọi người. Nhưng mà khi nào mà chúng ta đọc phong độ Kinh Thánh nào hay đọc không Kinh Thánh nào mà mình tin vào Kinh Thánh đó, mình nhận lời Kinh Thánh đó, mình tiếp nhận cho cá nhân của mình, lời đó trở thành lời rema cho cuộc đời của chúng ta. Mấy ngày tới đây thì tôi có nói với vị rằng khi tôi đến thăm nhà của cô Lan, con của cô Mỹ, sau đến nhà của cô Hương, thì tôi mới nhắc lại cái câu chuyện là khi mà chúng tôi đến vào nơi đó, lúc đó là gia đình của cô Mỹ 29 Tết ra 30 gì đó mà đang ngồi và mẹ con khóc hu hu với nhau ở trong chùa Mã. Và tôi hỏi tại sao vậy? Nợ nần chồng chất, con cái thì bệnh tật, và làm bao nhiêu tuần lễ này thì cuối cùng những người trong xã hội đen và những người cho vay nặng lãi tới lấy hết, và mẹ con cái tới này không có gì để mang buồn chán quá. Thì ra lúc đó chúng ta cùng việc lại cầu nguyện, thì ngay lập tức lời rema của Chúa đến với tâm trí của tôi rằng người nghèo khổ chẳng bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Amen. Ngay lập tức lời của Chúa lời biết là lời rema, và tôi cùng với cái gia đình của cô Mỹ và tôi công bố rằng kể từ ngày này tới đây gia đình của cô sẽ không còn làm tiền ra để đóng cho tiền hụi, đóng cho tiền lời, đóng cho tiền lãi nữa, nhưng mà dùng đồng tiền của mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Đồng tiền của mình làm ra để mình dùng, thì ngay lập tức và tạ ơn Chúa lời rema được đến. Và cô Mỹ có thuộc con Kinh Thánh đó không? Amen. Dường như là cả gia đình của cô đã thuộc con Kinh Thánh đó, và công bố con Kinh Thánh đó ngày hôm nay Chúa đã làm. Amen. Thu
Thu có căn nhà riêng, Lan có căn nhà riêng, Hương có căn nhà riêng. Một người phụ nữ, một người đàn bà quá mà nuôi mẹ và ba đứa con vào trong Sài Gòn này, mà trong thời gian vất vả khó khăn mà được như vậy là đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Amen. Vì lý do đó tôi nói bạch chị em nào, đừng có ai người nào trong số chúng ta đây mà cứ than thân và thất vọng về cái số phận của mình. Hãy nhờ ơn Chúa vượt qua số phận. Tôi nói tất cả những điều này bởi vì sao? Tôi biết buổi sáng này cũng có cái chị Loan kia mới đến, và gia đình của chị cũng đang gặp những sự khó khăn, và chồng con của chị cũng đã gây ra bao nhiêu nợ nần, chị cũng đã khổ biết là bao. Rồi nhiều cuộc đời chúng ta đang có mặt ở đây, như là bà cụ cũng đến từ ở Trà Vinh, cũng sống ở trong gia đình vừa khó và những cái sự trói buộc như vậy. Nhưng mà nhờ ơn Chúa buổi sáng này, mình hãy công bố rằng mình phải vượt qua số phận. Ông Giabê này, Kinh Thánh bảo rằng ông được sinh ra mang cái tên được gọi là Giabê. Hay là có một cái bài hát mà Trường Vũ là chế lên đâu ngay hát là khi tôi sinh ra được mang tiếng con nhà nghèo á, cứ nghèo 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 và trói buộc vậy. Và Giabê này vừa sinh ra được mang tiếng con là đau đớn, là đau khổ, là rủa xả, là thiếu thốn, là một cái gì đó mà mất mát trên cuộc đời con. Tôi xin nhắc lại, thông thường của người Do Thái vẫn giống như người Việt Nam của mình không? Khi mà sinh con ra là ai đặt tên quý vị? Cha đặt tên hay là mẹ đặt tên? Cha đặt tên. Nhưng mà tại đây Kinh Thánh bảo rằng mẹ người đặt tên người là Giabê, có nghĩa là ông này không có cha. Mà có nghĩa là cũng thể chúng ta đoán là ông vừa sinh ra nhà ông chết rồi sao đó mà mẹ của ông đặt tên là Giabê, vì bảo rằng ta sinh nó ra trong sự đau đớn. Tôi không hiểu mức độ đau đớn của bà như thế nào, vì chồng mới chết, vì con mới sinh ra trong sự thiếu thốn, hay là một nhà cháy, hay là mất mát, hay là gì đó mà không có chồng, bà đặt tên là đau đớn. Và thế là một anh chàng đau đớn được sinh ra đời. Quý vị có tưởng tượng được rằng anh đau đớn này, anh đi đâu á thì người ta bảo là đau đớn ơi mày có gì ăn không, đau đớn ơi mày đi đâu đó, đau đớn ơi mày làm gì, cái tên á kêu chừng nào thì nó dính liền cuộc đời của người đó. Amen. Mình thấy rằng ở trong Kinh Thánh mà tên Abraham là sao, người cha cầu nguyện, mà Abraham là sao, cha của nhiều dân tộc. Amen. Jacob là kẻ cắn gốc, nhưng mà Israel là một hoàng tử. Simon là một cái sợi yếu đuối, nhưng mà Phi-rơ là một viên đá. Sô-lơ là một tên bắp bớ, nhưng mà Phao-lô là một nhà truyền giáo vĩ đại. Amen. Trở thành một sứ đồ. Cho nên cái tên nó rất là quan trọng. Nhưng mà tại đây mình biết là tên ông này được tên là đau đớn. Giabê có nghĩa là đau đớn, là đau khổ, là mất mát, là thiếu thốn. Bao nhiêu người đang có mặt buổi sáng hôm nay, cũng như là bao nhiêu người đang nghe cái chương trình của tôi, nếu quý vị đã từng sống trong sự đau đớn, quý vị đã từng sống trong cuộc đời bị người ta khinh thường, sống trong cuộc đời mà bị mang những cái tiếng mà đau khổ đủ sạch trên đời sau mình, hôm nay lời của Chúa Trời muốn gửi đến quý vị để giúp quý vị thoát ra khỏi cảnh đau đớn. Amen. Có một em nói là mục sư ơi, bây giờ con đang đi xa lăng và con đi bán vé số, con kiếm sống hàng ngày, gia đình của khổ lắm, ba con năm nay 70 tuổi rồi mà vẫn đi làm thuê làm mướn để kiếm bạn, và em của con thì nó nhậu nó phá hoài, cuộc đời của con khổ quá, bây giờ là mục sư giúp làm sao cho con hết khổ. Hỏi em nghe lời của Chúa buổi sáng này, cuộc đời của em khổ bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà trong kinh thánh cũng bảo rằng Giabê cũng rất là đau khổ, nhưng mà Giabê sẽ không chấp nhận số phận. Giabê không chấp nhận số phận, bằng mọi giá Giabê phải vượt qua số phận. Chính cuộc đời của tôi cũng ở trong một những cái số phận đau khổ, những cái sự bệnh tật, những cái sự nghèo thiếu, những cái sự đau đớn đã trói buộc cuộc đời của tôi. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, nhờ ơn thương xót của Chúa Giêsu, tôi quyết định vượt qua số phận. Đừng để cái số phận hãm yêu, đừng để cái số phận buồn chán, đừng có để số phận tủi nhục. Mình là người đàn bà quá, mình là người nghèo, mình là người mất chồng, hay là mình là người chưa có chồng, mình là gia đình đau khổ, mình là bệnh tật. Đừng có để những tư tưởng nó trói buộc mình nữa. Hãy biết rằng đâu ở trong chúng ta lớn hơn những gì trong trần gian. Cái gì chúng ta làm không được, nhưng mà chúng ta thành tâm thật lòng, hết lòng về cái Chúa sẽ giúp chúng ta làm được. Tôi đã thấy biết bao nhiêu cuộc đời họ đã từng là những con người bị khinh thường, những cuộc đời đã bị khinh bỏ, bị không có giá trị. Nhưng mà khi biết được Chúa Giêsu rồi, người ấy bám chặt lấy Chúa, kêu cầu đến Chúa,
và quyết định nhờ ơn Chúa để Ngài thay đổi số phận. Chính Chúa đã thay đổi số phận. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc lại cái câu chuyện của người đàn bà ma quỷ. Có phải là số phận của bà hãm nhiều không? Hãm nhiều quý vị. Bà bị bệnh bao nhiêu năm rồi? 12 năm. Gia đình bà bây giờ còn tiền bạc gì không? Amen. Hết tiền, hết của, hết tất cả. Nhưng mà cái gì còn? Bệnh tật còn, đau khổ còn, sỉ nhục còn, rủa xả còn. Nhưng mà bà ấy có chấp nhận số phận không? Bà nói là thôi, xuôi tay, chết cho rồi. Nhưng nó nói cho một sư hòa ăn giảng nó mong là kén cái rèn chịu. Có phải vậy không? Không kén cái rèn chịu nữa. Nhưng mà sao? Bà quyết định bám theo Chúa Giê-xu, kêu cầu Chúa Giê-xu, đồng cảm Chúa Giê-xu để chính Chúa Giê-xu thay đổi số phận của mình. Amen. Hãy vỗ vai người bên cạnh đó là nhờ ơn Chúa hãy thay đổi số phận. Amen. Từ thức dễ trở thành tôn trọng. Amen. Từ bệnh tật sẽ trở thành khỏe mạnh. Amen. Từ những con người mà cứ như là cặn bã của xã hội trở thành nguồn phước cho xã hội. Amen. Khi một con người đó biết thành tâm thật lòng bám chặt cái Chúa, kêu cầu Chúa thì chính Chúa Giê-xu Ngài đã thay đổi số phận. Amen. Hãy chỉ cho tôi một người nào trong Kinh Thánh mà cuộc đời của họ trước đây còn làm việc thánh dễ, nhưng mà khi họ thành tâm, họ bám chặt cái Chúa, họ động chạm Chúa, tôi chỉ cho quý vị người đó đã thành nguồn phước. Amen. Cái người đàn bà bên chiến nước có phải số phận bà hãm đi không? Bà có bao nhiêu đời chồng? 5 đời chồng. Và đời chồng thứ 6 cũng không phải là chồng của bà nữa. Mà cô Năm không có tặng thêm, bà thèm chồng được 7 chồng quá nhìn. Thật sự là 6 người thôi. 6 người thôi. Còn một người tình đang quyết. Cho nên mình cảm ơn Chúa. Cái số phận của bà rất là hãm hiu, bị khinh thường, bị sỉ nhục và bị cũng như là bị bỏ rơi, rất là đau khổ. Nhưng mà bà ấy làm sao giữa trưa nắng vậy cứ âm thầm lặng lẽ để tìm một cách để đi ra để lấy nước để mà uống, lấy nước để mà dùng trong sự mọi người đang nghỉ ngơi hết. Nhưng mà khi bắt đầu bà ấy gặp được Chúa Giê-xu, mình nói này, từ khi gặp được Chúa Giê-xu, nàng đều được thay đổi, số phận được thay đổi. Amen. Từ con người mà xấu hổ trong chua trong lưỡi, bà dám trường không mặt ra kêu cả làng Samari ra để nghe phúc âm của Chúa Giê-xu. Chúa đã dùng bà con người rơm rớt cạnh bản xã hội trở thành nguồn phước cho cả cái ngôi làng đó. Hỡi ông bà kia, hãy thay đổi số phận mình nhờ danh của Chúa Giê-xu. Chúng ta làm không được, nhưng mà chúng ta thành tâm thật lòng nhờ Ngài Chúa, mọi chuyện có thể được cho kẻ nào tin. Amen. Mọi chuyện có thể được cho kẻ nào tin. Cái người mù Bartimê có phải là một số phận hãm hiu không? Hãm hiu không? Làm như thế nào? Bị như thế nào? Mù, ăn xin, khổ không quý vị? Rất là đau khổ. Nhiều điều đó. Nhưng mà người mù đó, từ khi kêu được Đức Chúa Giê-xu, Ngài phán một tiếng thì sao? Sáng mắt. Cuộc đời của người đó đã được thay đổi. Hãy thay đổi số phận. Nói với người bên cạnh, đừng chấp nhận số phận cũ nữa. Không chấp nhận số phận cũ nữa. Không chấp nhận bệnh tật cái chuyện này nữa. Đừng có nói là ô căn bệnh này chắc tôi mang suốt cả đời. Đừng có nói câu đó nha. Đừng có nói bệnh của tôi chắc mang bệnh này suốt cả đời. Cũng đừng có nói là chắc cuộc đời của tôi, bổn phận của tôi chắc ở nhà cười suốt đời. Hay là đừng có nói chắc cuộc đời của tôi chắc không làm được gì cho ai. Cho nên tôi chỉ tối ngày trong đêm chỉ đi làm phiền người khác lòng. Thì xin ra này, hỡi ông bà chị em, những cái tư tưởng tiêu cực, những cái điều gì rủa xả, những cái điều gì nó rối buộc chúng ta, thì nhờ ơn Chúa buổi sáng nay chúng ta quyết định thay đổi số phận. Amen. Từ buồn trở thành vui. Amen. Từ bệnh tật trở thành khỏe mạnh. Amen. Từ khinh dễ trở thành được tôn trọng. Amen. Amen. Gia-vê trước đó ông bị khinh dễ, ông bị đau đớn, nhưng mà sau khi ông bám chặt lấy Chúa, ông kêu gọi Chúa, Gia-vê được tôn trọng hơn anh em. Mình nói với người bên cạnh là nếu bạn tin, bạn sẽ được tôn trọng hơn anh em. Nếu bạn tin, bạn sẽ được tôn trọng hơn anh em. Cao hơn nữa. Nếu bạn tin, bạn sẽ được tôn trọng hơn anh em. Nếu bạn tin thì sẽ được tôn trọng hơn anh em. Amen. Amen. Tôi nói vui. À, trước đó là có một cái người chị em kia ở nhà bình thường mà không biết nấu ăn và chỉ những người gọi là chứng kiến tay mẹ,
Nhưng mà có người chị em nó quyết định bán cho cái Chúa, tin cậy nơi Chúa, và Chúa khiến người đó trở thành người biết nấu ăn, biết tiêm cách, biết một lần người ấy trở thành tôn trọng hơn anh em của mình trong gia đình. Được cha mẹ tôn trọng, được nhiều người tôn trọng. Bởi vì sao? Cái hơn và cái thua chỗ là cái người tài giỏi, cái người biết nhiều chuyện, biết nhiều điều, có sức mà không biết dâng tâm cho Chúa, không biết nhờ cậy cho Chúa, nó cũng chỉ là bình thường. Mà có người kia bình thường mà thôi, nhưng mà biết nhờ cậy cho Chúa, biết bán chặt cho Chúa, tin cậy cho Chúa, Chúa biến người đó trở thành tôn trọng hơn anh em. Trở thành tôn trọng hơn anh em của mình. Cho nên buổi sáng hôm nay, nhờ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ mỗi người chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa thay đổi số phận. Amen. Hãy thay đổi tầm nhìn trong năm mới này. Chúng ta phải thay đổi tầm nhìn, đừng để cái sự nghèo nàn, đừng để cái sự trói buộc, đừng để cái hội thánh mình nó cứ vào bè hoài. Còn số người nè, tôi và hội thánh của tôi mà có chừng 20 người là quý rồi, ngon rồi. Hay là ý có hội thánh mình 20 người là cái ôm 20 người đó, hỡi bà chị em ơi, tới 90 triệu đồng bạc Việt Nam đó mà, tới 90 triệu đồng bạc Việt Nam đó mà, 20 người so với con số 90 triệu thì sao? Nó còn xa lắm. Amen. Phải nhờ ơn Chúa phát triển hơn được trong bạn. Tài sản của bạn gồm hết tất cả lại chưa đến 1 tỷ bạc. Trong khi đó Chúa nói là sao? Bạn là của ta, bạn là của ta. Tất cả những gì của trần gian là của Ngài, mà mình là con của Ngài, mà cứ chấp nhận sống trong đời sống hãm yêu hoài như vậy gọi là đủ rồi à? Nói với người bên cạnh thì chưa đủ đâu, phải nhờ Chúa. Vì mẹ người đặt tên là Gia-bê vì sinh nó ra trong sự đau đớn. Bao nhiêu người buổi sáng nay sinh ra trong gia đình trong sự đau đớn, sinh ra trong gia đình bị sinh ra trong gia đình bị khó khăn cả vật chất lẫn tâm linh. Có những người họ sinh trong gia đình gọi là người ba thứ năm sáu ở đời vợ, coi như là có những cái điều nó trói buộc trên đời sống họ làm cho họ khổ. Có một ngày kia tôi gặp một em kia, anh còn trẻ thôi, và đi vô học mai chung với tôi đi làm mai, thì tôi hỏi ủa sao không đi học nữa. Em nói nó không học, tối sợ vậy, không có tiền. Có tại sao không có tiền? Em nói là sao? Nhà tôi nghèo mà cha mẹ đông, nhà nghèo cha mẹ đông, nghĩa là hồi nào giờ tôi nghe là nhà nghèo con đông thì nhà nghèo có. Bên nó ngược là nhà nghèo cha mẹ đông, chứ nghĩa là sao vậy? Nó là ba tôi bỏ mẹ tôi, ba tôi cưới thêm hai bà vợ nữa, mẹ tôi bỏ ba tôi, mẹ tôi cũng lấy thêm hai ông chồng nữa, cho nên á nhà tôi nghèo lắm mà cha mẹ tôi rất là đông. Tối ngày chồng vợ vợ chồng tùm lum tùm la, nó nghèo phải rồi. Nhưng mà tôi khích lệ đó, đừng có chấp nhận số phận nữa, hãy nhờ ơn Chúa vượt qua số phận của mình. Amen. Người miền Trung của chúng tôi ai bị kinh dễ, người miền Trung của chúng tôi ai bị coi thường, lời nói bị cọc lóc, văn chương thì bị hụt trước tiếng sau. Sinh ra những cái điều nghèo nàn vậy, những cái điều làm cho người ta hiểu lầm gì đó. Đúng rồi, mà chị làm cho người ta hiểu lầm gì đó mà, và nó cũng cọc lóc mà, như là cảm Chúa. Nhưng mà chị ơi, hãy nhờ Chúa vượt qua số phận. Amen. Đừng chấp nhận như vậy, thì tôi sinh ra miền Trung tôi dạy là tôi dạy đâu không được. Hãy nhờ Chúa, chỗ nào cần thay đổi mình phải thay đổi. Amen. Chứ không phải tôi dạy là dạy được không? Mình dạy, mình sinh ra trong gia đình miền Trung vậy, nhưng bây giờ mình không phải là sinh ra gia đình miền Trung nữa, nhưng mà sinh ra gia đình của Đấng Christ. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, nấy là người dựng lên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi xin lỗi, ở trong này có hai người Hải Phòng, chị Túy và chị Quanh là người Hải Phòng. Người Hải Phòng nói là bực, nói là bực. Cầm cái hồ sơ nó không nhận tiền rồi, hai đứa về phòng mấy người không nhận. Họ sợ người Hải Phòng lắm. Người Hải Phòng hung dữ, đánh lộn với bảo vệ nhân. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày hôm nay hai chị này không phải là người Hải Phòng nữa, nhưng mà họ thuộc về Thiên Quốc rồi. Amen. Họ thuộc về Đấng Christ. Ở trong Đấng Christ, người miền Trung của ngựa Quảng Đô hay là Bạc Liêu hay là Hải Phòng nhớ, nhưng mà tất cả chúng ta là một trong nhà của Chúa. Amen. Ở trong Chúa không còn phân biệt cái nước nào, cái dân tộc hay là cái miền nào hết, nhưng mà chúng ta thuộc về miền của Đấng Christ. Amen. Chúng ta hãy nhờ Chúa Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình, vì người, vì sao? Vì
vì nói rằng ta sinh nó ra trong sự đau đớn. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sinh nó ra trong sự đau đớn. Ta sinh nó ra trong sự đau đớn. Khẳng định mới một câu đầu là bà nói rằng ta sinh nó ra trong sự đau đớn. Ta sinh nó ra trong sự thiếu thốn. Ta sinh nó ra trong sự đau khổ. Ta sinh nó ra trong sự mà tủi nhục. Nhưng bắt đầu con số 10 là cái câu để giải quyết vấn đề cho chúng ta. Chúng ta đọc câu số 10, 2, 3. Gia đề ám nguyện của Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như người cầu nguyện. Khi ông sinh ra trong sự đau đớn, khi ông sinh ra trong sự thiếu thốn, khi ông sinh ra trong sự mất mát, ông có chấp nhận số phận đó không? Ông làm gì? Ông gia bê kháng nguyện của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc nói này, kháng nguyện Đức Chúa Trời là chìa khóa thoát ra sự đau khổ. Amen. Kháng nguyện của Đức Chúa Trời là chìa khóa thoát ra khỏi sự bị kinh dễ nữa, thoát ra khỏi sự đau đớn nữa. Khi mà tôi được người đem là Lưu Vĩnh Phúc dẫn đi tin Chúa xong, và tối hôm đó tôi về cái gọi là tôi ở một cái lô cốt. Cái lô cốt là quý vị biết là nó nóng và nó chật và nó dơ cỡ nào. Khi chúng tôi ở trên lô cốt đó, vừa rồi chúng tôi đến, chúng tôi có nói chuyện về vấn đề đó. Và giữa đêm khuya nó nóng quá không ngủ được, 12 giờ đêm. Tôi đi ra khỏi cái phòng lô cốt đó, tôi ra mấy đường trước. Và cái hành lang nhỏ khoảng độ một mét vậy, dơ tối vậy. Tôi thì quỳ hẳn gối lên, tôi đưa tay lên, tôi nói lại Chúa Giêsu. Họ nói, tôi nói Chúa Giêsu là ông Giêsu gì, tôi không nhận đâu. Nếu ông có thiện vậy, ông chữa cho con hết bệnh và thay đổi số phận con sẽ phục vụ ông. Tôi thành tâm, tôi thật lòng, tôi kéo hầu trong đêm khuya như vậy. Và quý vị biết không, ngay cái lúc đó đó, cái chỗ mà mình thành tâm thật lòng kêu cầu Chúa để Ngài thay đổi số phận, để Ngài chữa cho hết bệnh, để Ngài rửa đi sự tủi nhục, để Ngài đưa ra khỏi sự đau khổ, thì quý vị biết là ngay lúc đó Chúa đã nhận lời cầu nguyện. Và Chúa làm theo thời điểm. Không phải là ngay lúc đó tôi được thoát ra khỏi cái cổ liền đâu. Không phải là lúc đó tôi được phước liền đâu. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của chúng ta Chúa nhận. Nhưng mà Chúa sẽ đem đến đúng thời điểm của Ngài. Amen. Sau này tôi mới nghĩ rằng ô, những cái gì mình có được ngày hôm nay á, đó là kết quả những gì mình gieo những ngày trước. Ngày hôm nay mình đi ra có giường bưởi, mình hái cái bưởi, ô, Chúa, một đêm ra coi cái bưởi, có phải vậy không? Có là quá trình của người nông dân đào đất, trồng bưởi, chăm sóc, thì qua một thời gian, nó sẽ sinh qua và kết quả. Cái bạn Hiếu ở trên Hóc Môn có điện thoại tôi rồi. Nó nói, một sư ơi, sao một sư giảng, một sư hướng dẫn mà cầu nguyện với Chúa là thoát ra cái khó khăn, rồi thoát ra khỏi những điều này kia, mà sẽ nó cầu nguyện qua này, mà tại sao em vẫn khó khăn? Tôi nói, em cầu nguyện, nhưng em phải hành động, em phải đi làm. Nói, một sư ơi, em xin lỗi. Thì rồi, em quên bài. Em thua hết trơn. Quá trời rồi. Tôi nói, em cầu nguyện là một chuyện, nhưng phải nhờ ơn Chúa từ bỏ cờ bạc nữa chứ. Amen. Em cầu nguyện là một chuyện, nhưng em phải hành động chứ không việc làm của em nữa. Chứ mà cầu nguyện chỉ đó sao được. Mới hôm qua một tin tức rất là nóng. Anh chàng kia đi làm ở Sài Gòn, anh ta làm xong hôm cuối năm thì vừa lương vừa tiền thưởng được 10 triệu, đi với một người bạn xuống An Giang, đi qua bên casino quấn bài. Quý vị biết chuyện đó không, đêm qua? Và khi quấn bài xong, mong là sẽ có thêm một số tiền để trở về quê ngoài Quy Nhơn và định với ăn Tết cho nó vui hoài. Nhưng mà không ngờ quan quánh cho mấy trận đó thì đã sạch sẽ không còn đồng bạc nữa đấy. Người ấy tiếp tục được người khác hướng dẫn đến chỗ kia để mà vay tiền, và có một người đứng ra sẵn sàng vay tiền mà không có đòi hỏi gì bao nhiêu hết, và vay tiền thêm 50 triệu nữa. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau, 50 triệu đó cũng bay mất tiền, và người đó bị nhốt lại, và người bạn đi về Sài Gòn âm thầm không dám nói chạy hết. Mãi khoảng mấy ngày sau, người bạn này nhớ bạn mình và xuống xem thử, thì được cái người kia họ gỡ ra trong một cái bịch, và mở ra bịch nó trong nó có bì thư và hai cái ngón tay của người đó. Nó chặt tay, nó chặt tay rồi không ra tiền, nó chặt hai ngón tay và bảo là phải chung 80 triệu, 50 triệu tiền vay, 30 triệu tiền lãi, đó là 80 triệu. Nếu không chung đủ 80 triệu, tính mạng của người này sẽ bị thủ tiền.
và người đã khóc òa lên, la lên và kêu rồi công an rồi đủ thứ, và cha mẹ mùa quê gom hết, bán hết, gom hết đủ, mượn đầu này mượn đầu kia đủ hết 80 triệu xuống chụp con mình về, mặt mày ôm nhiêu ôm nhất và chỉ còn bộ xác và bắt hết hai con ta cũng vì cờ bạc. Nhân danh Chúa Giêsu tôi chia sẻ điều này, những có người nào bạn đang lặn trong cờ bạc, vẫn còn mê trong số đề, vẫn còn mê trong việc đen đỏ, vẫn còn mê trong số đề mà ơn tôi à, nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện xin Chúa giải cứu quý vị dừng lại ngay hôm nay. Amen. Hãy thay đổi số phận bằng cách giờ cậy Chúa và làm theo điều Chúa nói, làm theo điều Chúa dạy, chứ đừng làm theo thói hư tật cũ xấu của mình nữa. Amen. Nếu quý vị tiếp tục đi trong đường đó, quý vị sẽ khổ, gia đình quý vị sẽ khổ và những người lân cận quý vị sẽ đau khổ. Hãy thay đổi số phận. Amen. Và Giabê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời bình thường mà Đức Chúa Trời của Israel. Tôi xin nhắc lại, người Việt Nam chúng ta cũng kêu ông trời, nhưng mà ông trời kêu trời mà trời không thấu. Nhưng mà trong Kinh Thánh ghi đó là Giabê đã cầu nguyện Đức Chúa Trời của Israel. Amen. Có nghĩa là chính Jehovah Đức Chúa Trời toàn năng. Amen. Amen. Là đấng dựng cái trời đất biển và vũ vật này. Amen. Chứ không phải ông trời theo hiểu một cách nam nam của Việt Nam. Việt Nam cái gì cũng trời Phật hay vĩ bằng nhân không hề có. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng dựng ra trời đất biển vũ vật này. Còn những cái người khác chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời mà thôi. Phải cầu nguyện chính Đức Chúa Trời và cái sự hiện thân của Ngài bằng cách là qua danh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài phán: các ngươi nhân dân ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh được con. Cha với ta là một. Và trước khi chưa dựng nên chất đất biển của vật này thì đã có ta rồi. Như vậy chúng ta hãy cầu nguyện đến chính Đức Giê-hô-va của Israel và qua danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ông cầu nguyện rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Năm điều ông cầu nguyện. Thứ nhất là ông cầu nguyện xin được phước. Bao nhiêu người muốn chúng ta được phước? Mình nói với người bên cạnh, khi bạn được phước là bạn vượt qua số phận. Amen. Khi bạn được phước của Chúa là bạn vượt qua số phận. Khi mà bạn được phước từ Đức Chúa, bạn sẽ vượt qua số phận của bạn. Amen. Sẽ không còn bị khinh dễ nữa, sẽ không còn bị khinh thường nữa, sẽ không còn ở trong sự đau đớn nữa, sẽ không còn ở trong sự trói buộc của sự thói hư tật xấu nữa. Nhưng mà chúng ta được tự do trong Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cảm ơn ông nói là chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Ông không muốn có phước không phải từ con người, ông không muốn có phước từ nơi xã tổ chức, chứ cái xã hội này, nhưng ông muốn là phước ông muốn á là đến từ nơi Chúa. Amen. Cái phước từ con người á là phước lẻ, còn phước từ nơi Chúa là phước lớn, là phước chánh, là phước vĩ đại. Amen. Hãy nói người bên cạnh là phước từ nơi Chúa là phước nguyên khối. Phước từ nơi Chúa là phước nguyên khối. Phước lớn sao? Amen. Phước nguyên từ trời tuôn chảy vào lòng. Amen. Ông nói là chớ chi chính Ngài ban phước cho tôi. Người nào mà muốn có phước mà trực tiếp từ Đức Chúa là người khổ nha. Quý vị sẽ thấy mình đi xin tiền thì sao, mấy người đi xin thì sao, họ cho toàn tiền lẻ mà, họ móc con túi, họ có đồng tiền được cũ nhất nhỏ nhất họ cho tiền lẻ mà, đúng không? Nhưng mà cha thương con, cha cho con cái điều tốt. Chúa nói là các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống gì cha các ngươi trên trời chẳng ban vật tốt cho những người nào xin Ngài sao? Cho nên là đến với Chúa là mình nhận lãnh cái phước nguyên khối, cái phước trọn vẹn, cái phước mà không bị ô nhiễm ô uế ngoài cả. Cái phước từ nơi Chúa là cái phước trọn vẹn. Cái phước từ nơi Chúa là một cái phước cái điều gì đó mà không qua cái vấn đề mà hại người này để lấy người này cho người kia hay là cách này cái nào, nhưng mà cái phước từ nơi Chúa là phước nguyên, một cái phước nguyên thủy, một phước tuyệt vời, phước đó đổ trên cuộc đời của gia đình. Nhiều người nói là con trai được phước của mẹ, con gái được phước của cha, họ nói có phước như vậy, nhưng mà nhiều lúc cha mình có gì để phước. Có nhiều người cha không có cái gì để phước cho con mà nhận cái phước của người đó thà đừng nhận hơn. Cái phước của cha là năm sáu giờ chạy vào cái phước của cha là cha ăn mặc mà con khác phước. Những cái phước đó, rồi có những cái người đón nhận cái phước của mẹ không trả cái gì để phước lại đó. Phước đó là bà vay bao nhiêu nợ, mất bao nhiêu đề rồi mà đúng cái chuyện đó, có gì đâu mà phước. Nhưng bây giờ chúng ta hãy vợ Chúa học như Giabê là xin phước từ trời, phước từ nơi Chúa.
em hãy nhờ Chúa từ chỗ cả mẹ. Cảm ơn Chúa. Mùng 2 Tết đã tôi có đi thăm khu Tân Trụ. Thì có một người điện thoại cho em của mình nói gì? Thì mày có số đề à? Mày có số đề mày xài đi. Mày đừng có đem tiền cho ba xài. Tiền mà cho số đề á, mày xài riêng mà này. Mày đừng có đem tiền nó cho ba. Cứ nhắc đi và nhắc lại nè. Đừng có số đề, đừng có số đề, đừng có số đề. Đó là khôn. Mấy người mà có số đề mà họ ăn được 5-3 triệu mà họ cho mày đó. Mình nhận cái tiền đó là ăn của chùa ngàn học đó. Mai mốt mà công an nó bắt người đó nhốt ở trong tù á, mình đi thăm lưu nhiều hơn đó. Hoặc là mình lấy được ba cái đồng tiền của số đề rồi đó, mai mốt mà coi như là nó mượn mình, nó quấn tiếp mà mình không cho nó chửi mình lắm. Cho nên ai mà quấn số đề hoặc đá gà hoặc là cờ bạc mà ăn á, hoặc cho tiền mình á, mình từ chối hiếu, đừng có nhận phước từ từ chứ cậu tội lỗi đó, hãy nhận phước từ nơi trời. Chúa không bao giờ bỏ cho những kẻ nào thành tâm thật lòng nhờ Chúa. Chúa ngài không bỏ Gia Bê, ngài không đối xử tệ với Gia Bê, ngài cũng không đối xử tệ tôi và anh chị em. Ngài có một chương trình tốt lành cho Gia Bê thì ngài có một chương trình tốt lành cho tôi và anh chị em. Ông nói là Gia Bê thánh nguyện của Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, chớ chi có khao khát, có mong muốn Chúa ban phước cho con. Amen. Chúa ban phước cho con. Rồi làm gì nữa? Mở bờ cõi con rộng lớn. Bao nhiêu người muốn bờ cõi mình trở nên rộng lớn, không còn ở nơi chặt hẹp nữa. Amen. Hallelujah. Mình nhớ câu chuyện ở trong sách các vua. Các môn đệ của Elise cũng nói là thầy ơi, nơi chúng ta ở chặt hẹp quá. Chỗ này sao chú? Có phố bất kể thì nó coi ra được. Nơi con ở chặt hẹp quá. Chỗ này sao không tiếp khách trăm người được? Nơi con ở chặt hẹp quá. Chỗ này làm sao kiên ngang cùng mày được? Chỗ con ở chặt hẹp quá, làm sao mà mở ra những lớp huấn luyện được? Chỗ nào để xe? Chỗ nào giúp đỡ người khác? Xin Chúa ngài mở bờ cõi con rộng lớn. Amen. Xin Chúa ngài mở hội thánh Salon trở nên một bờ cõi rộng lớn. Amen. Đêm hôm qua chúng tôi đã cầu nguyện và tôi cũng có chia sẻ trên lầu cho vợ con tôi đó. Hãy nhờ ơn Chúa và cầu nguyện, xin Chúa ngài tiếp trợ cho hội thánh Salon có một rừng rộng rãi hơn, có chỗ để đậu xe hơi và có chỗ để anh em mình đi vốn một cách thoải mái hơn nữa. Thì vì căn nhà của mình từng lúc từng hồi rồi nó trở thành nhỏ bé trước cặp mắt của Chúa. Amen. Cái nhà của mình từ từ nhỏ lắm, bởi vì sao? Nội cái Sài Gòn này tới hơn 12 triệu người. 12 triệu người. Amen. Mình xin có là ngàn chàng cũng còn nhỏ lắm, đúng không? 12 triệu là bao nhiêu ngàn? Bao mấy nhà này giỏi to? 1 triệu là 10 ngàn hả? 1 triệu là bao nhiêu? 100 ngàn? Không, bây giờ mình tính 1 triệu, trước đây 1 triệu người là bao nhiêu? 1 triệu người. 1 triệu người. Số khủng hoảng quá hả? Làm rối luôn hả? Nhưng anh chị em ơi, điều tôi muốn nói là với cái số lượng dân Sài Gòn là tới hơn 12 triệu mà họ thấy Salon có sinh có 1 ngàn cũng còn nhỏ lắm. Cũng còn nhỏ lắm. Vì lý do đó chúng ta là Chúa ơi, chớ chi Chúa mở bờ cõi con rộng lớn hơn nữa. Chúa mở cái tài cán của gia đình con rộng lớn hơn nữa nha Phượng. Amen. Chúa mở cái tâm trí của con rộng lớn hơn nữa. Chúa mở cái tấm lòng của con rộng lớn hơn nữa. Nhân danh Chúa Giêsu, những tấm lòng nào mà eo hẹp và keo kiệt với Chúa và với anh em của mình sẽ được chấm dứt kể từ ngày hôm nay. Những người nào nghe trong chương trình YouTube của tôi vậy, cái chỗ nào tấm lòng của mình bị keo kiệt, tấm lòng của quý vị mà trở lại, tấm lòng của quý vị biết sống cho mình thôi á, thì ngay trong giờ này hãy cầu nguyện xin Chúa mở bờ cõi con rộng lớn. Amen. Cái nhìn của người nào chỉ em hẹp, cái nhìn người nào là giống như lót vậy, cái nhìn xung quanh cái đồng xu ấy, nhìn xung quanh thành số đó, nhìn gom đó, cứ nhìn cái lòng quần cái gì trước mắt á, cái gì chúng ta thấy rồi nó sẽ bị tiêu tan. Mà sau khi mà lót lìa khỏi Abraham rồi là sao? Đức Chúa Trời phán Abraham sao? Phương hãy mướt mắt lên vậy, phương Bắc, phương Đông, phương Nam và phương Tây, chỗ nào mà ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi chỗ đó. Amen. Hãy mở tầm nhìn của con rộng lớn với Chúa ơi. Hãy có cái nhìn bao la đi, cái nhìn như Chúa Giêsu đã nhìn,
thì bảo là đi khắp thế gian giảng tin lành. Nhưng một vài người là tôi chỉ đi một lối sơ sơ một vài chỗ là người đi thì đi hoài ở Sài Gòn giảng hết trong một đi chẳng hạn, tư tưởng nhỏ bé quá, hạn hẹp quá, ích kỷ quá. Nếu mà nói như vậy cách đây mấy trăm năm về trước đó, mấy người Mỹ họ phải đi truyền giáo ở Việt Nam chứ không phải là bên Mỹ tất cả đều nghe tin lành hết chưa? Chưa. Ở bên Đức cũng vậy, bên Canada cũng vậy, nhưng mà tại sao họ thực hiện đại mệnh lệnh của Chúa? Mặc dù cái chỗ họ chưa hết nhưng mà tin lành của Chúa phải được bùng ra khắp mọi nơi. Họ đi như vậy ngày hôm nay Việt Nam chúng ta mới có tin lành chứ. Tôi khích lệ những người đang có mặt là quý vị đi xa hơn nữa đi. Quý vị đi Trà Vinh, quý vị đi lên Bến Tre, quý vị đi lên Bình Dương, quý vị đi Hồng Kông, quý vị đi Bình Nam, đi bất cứ chỗ nào thì Chúa sai quý vị đi, hãy đi, hãy mở bờ cõi không rộng lớn. Amen. Tôi mong muốn họ thánh Salom là bất cứ chỗ nào cũng có họ thánh Salom ấy. Amen. Mỗi một nhân sự mà đứng lên lãnh đạo họ thánh 1.000 người hoặc là 2.000 người tôi cũng mừng nữa. Amen. Tôi cũng mừng nữa. Amen. Hãy mở tâm trí của mình rộng lớn lên. Hãy mở cái nhìn của mình rộng lớn ra. Và cũng xin mở tấm lòng mình rộng lớn ra. Và nhờ Chúa mở hòa bao của mình ra rộng lớn ra. Amen. Mình nói người bên cạnh tiếp Chúa không bao giờ bị lỗ. Tiếp Chúa không bao giờ bị lỗ. Amen. Tôi xin nói nè, căn nhà nào mà tiếp trước hội thánh là căn nhà nó càng ngày càng phát triển lớn ra. Amen. Càng tốt. Căn nhà nào chỉ biết ở cho mình thôi càng ngày càng phong đẹp lại, nó cũ xì cuối cùng không? Quý vị có công nhận điều đó không? Cái nơi chỗ 276 sạch 7 sạch 9 sạch 34 cái chút xíu rồi, cái gì bên tép rồi, có hồi xưa không vô cái nhà như cái lỗ mũi mà đọc có hồi thánh cũng kệ, có lỗ mũi vậy nhưng mà cũng có 30 người vô. Anh em có cái lòng. Amen. Nhà chật nhưng mà mình dám tiếp Chúa dám cho. Amen. Nếu không tiếp kia đâu có chỗ nào ấy. Amen. Nó rõ ràng gì thôi. Amen. Nó rõ ràng gì thôi. Còn ông không dám tiếp giờ cũng chưa con. Amen. Cho nên nhờ ơn Chúa, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mở bờ cõi con rộng lớn. Amen. Hội thánh của Chúa rộng lớn khắp mọi nơi trên Việt Nam này. Amen. Tôi cầu nguyện cho anh chị chúng ta đừng có phân biệt hệ phái giáo phái nữa. Hãy cầu nguyện cho cả về truyền thống, về bắp tít, về ngũ tuần, về mấy đứa đây á, tất cả khắp mọi nơi hội thánh của Chúa đều có. Amen. Chỗ nào thành tâm thật lòng thờ phượng Chúa thì chúng ta cầu nguyện chúc phúc trên đời sống của họ. Đừng có ganh tị, mở tầm nhìn của mình rộng lớn ra. Rộng lớn ra. Vừa rồi thì có một số người ở Trà Vinh lên và của chạy xe từ dưới lên đây, hai mẹ con lên và cảm ơn Chúa khi mà chúng tôi đến cầu nguyện như vậy á, bây giờ tất cả những hình tượng trong gia đình cô ấy bị rung lên đó rồi, rung lên rồi. Có đó là mỗi cái như vậy hầu nó thỉnh về á là tới 10 mấy triệu có triệu dữ lắm, nhưng bây giờ sao mà nhờ cải quan càng nhờ càng khổ, càng nhờ càng thấy không bất an và càng ngày càng biết á, bây giờ qua Chúa thật mà thấy sáng quá, bây giờ muốn về dẹp hết nữa đi. Hallelujah. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Amen. Và muốn nhờ cậy nơi Chúa, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không thiếu thể. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà chúng ta biết là khổ nó là, nhưng mà lâu lâu ở trên này nó xuống tuần xuống lần và có những tuần, cho nên là bây giờ là cố đi cái nhà thờ gần đó để có được học lời Chúa mỗi một tuần được không? Tôi nói là được chứ lại sao lại không? Kẻ trời, người tưới, nhưng mà chính Đức Chúa Trời mới làm chọn lớn hơn. Chiên là chiên của Chúa chứ không phải là chiên của chúng ta. Mình chỉ là công cụ, nhưng mà nếu mà chăm sóc không đủ, mà chăm sóc không có tới mà người khác chăm sóc thì mình phải mừng chứ. Mình chỉ mong, đúng là mình cảm ơn họ đó. Mình làm không được mà người khác làm giùm được là mình cảm ơn. Mình chỉ mong là những con chim đó, hội thánh đó được phát triển, những con người đó được thay đổi, chứ mình không phải là cố gắng để làm cho cái tên của mình nó nhiều hay cái dân số hội thánh mình nó tăng. Quý vị ơi, cái điều đó không quan trọng. Hãy nhờ ơn Chúa làm sao cho những tín hữu, những con của Chúa mới cũng như cũ, họ được dốt lại thờ phụ Đức Chúa Trời. Amen. Hãy mở bờ cõi tôi rộng lớn. Chúng ta cùng đưa tay lên. Chúa ơi, Chúa ơi, mở bờ cõi con rộng lớn. Chúa ơi, Chúa ơi, thì ban phước cho con, cho bờ cõi con rộng lớn. Quý vị muốn bờ cõi nào trong quý vị được rộng lớn? Cái chỗ nào nó còn em hẹp? Cái bờ cõi nào sức khỏe quý vị còn em hẹp à? Tiền bạc quý vị còn em hẹp à? Gia đình quý vị còn em hẹp à? Nơi ở quý vị còn em hẹp à? Xe cộ quý vị còn em hẹp à? Cái gì đó mà chưa rộng nó còn nhỏ thì ngay giờ này hãy cầu nguyện giống như bê. Chúa ơi,
người giúp ông. Mà ông xin bàn tay của ai? Chúa. Bàn tay Chúa giúp cho tôi. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, phù trợ giúp đỡ. Ông không xin cái bàn tay của một người khác. Ông không xin bàn tay của một giáo phái, của hệ phái. Ông không xin bàn tay của ông Địa, ông Thành Tài gì đó. Nhưng mà ông xin chính bàn tay của Thiên Chúa là đến dựng lên trời đó, biển và vũ vật này, phù giúp đi. Ông cầu nguyện quá khôn, ông cầu nguyện quá chuẩn, ông cầu nguyện quá lớn. Ông biết đối tượng nào ông cầu nguyện và cái nhu cầu gì ông cần cầu nguyện. Ông ấy không giới hạn Chúa. Mình nói người bên cạnh đừng giới hạn Chúa. Amen. Ông như bê này, ông không giới hạn Chúa. Ông vượt qua số phận. Số phận không là nghèo, là đau đớn này này kia. Nhưng ông không có nhìn vào điều đó, ông cứ nói. Nhưng mà ông cứ thay vì ông nhìn vào, tôi là người đau đớn, tôi là người khổ, ba tôi mất rồi, mẹ tôi nuôi tôi không nổi, giờ là tôi khổ, tôi khổ, ai cũng tôi khổ. Ông không tập trung vào năng đề, ông không nói vào năng đề. Vì ông bỏ cái năng đề qua một bên, ông nhìn thẳng lên Chúa. Chúa ơi, chớ chi Chúa ban phúc cho con, mở bờ cỏ không rộng lớn, nguyện tay Chúa phù hộ cho con. Nguyện tay Chúa phù hộ cho con. Nguyện tay Chúa phù hộ cho anh chị em trong năm mới này. Nguyện tay Chúa phù hộ cho gia đình của con. Nguyện tay Chúa phù hộ cho dân tộc của con. Nguyện tay Chúa phù hộ cho hội thánh của Ngài mà con đang hầu việc. Amen. Nguyện tay Chúa phù hộ Bình Dương. Nguyện tay Chúa phù hộ ở Tây Hóc Môn. Nguyện tay Chúa phù hộ quận Tám. Nguyện tay Chúa phù hộ ở bất cứ chỗ nào mà chúng ta đang hầu việc Chúa. Nguyện tay Chúa phù hộ con. Mở bờ cõi con rộng lớn. Quý vị biết năm vừa rồi quý vị đợi được 5 bài, 5 lên đền 20 bài đi. Amen. Năm vừa rồi hay là mỗi chủ nhật quý tờ thờ một Chúa một lần. Bây giờ con khao khát mỗi tờ con thờ một Chúa tới mấy chỗ luôn nữa. Cái chỗ nào mà có nhốt lại cái tờ thờ một Chúa, cái bầu cơ băng của tới cái đền chó. Cứ nhờ ông Chúa đi, amen. Cứ phát triển ra. Hãy mở bờ cõi con rộng lớn ra. Mở quá đâu, đúng rồi. Và mời đi giảng với nhau nữa. Quý vị biết rằng nhờ ông Chúa, tôi không phải là khoe, nhưng mà tôi hãnh diện với quý vị. So ra một số anh chị em trong nhân sự ở Thánh Salon, quý vị được trang bị rất là kỹ rồi. Cho nên quý vị nhờ ơn Chúa, quý vị giảng tiếp tục đi. Hãy giảng trên Bình Dương, hãy giảng trên Hóc Môn, hãy giảng quận 8, hãy giảng ở dưới Trà Vinh, hãy giảng ở dưới Bình An. Chỗ nào quý vị có khả năng, quý vị cứ giảng, giảng đi. Quý vị ơi, quý vị đã được trang bị đủ về kinh thánh rồi. Quý vị đã kinh nghiệm những bao nhiêu xương máu. Cỡ như quý vị bảo bên hệ phái các học phong chính mục sư hết rồi. Nhưng mà bên này vẫn chưa được sư đâu. Tại vì bên này ở một sư phụ không có giữ trở thành sải nhiều hơn là sư nha. Cho nên nhờ Chúa chúng ta đã tiếp tục làm việc công việc Chúa đi. Còn chúng ta biết rằng sư hay không trong thời điểm của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù hộ tôi. Nguyện tay của Đức Chúa Trời phù giúp, phù hộ, giúp đỡ cho tôi. Giúp đỡ gì? Mỗi việc con làm xin Chúa người giúp đỡ cho con. Khi mà con đặt tay lên con cầu nguyện cho người nào thì tay Chúa cũng đặt với con. Khi con đưa tay con giúp đỡ người nào thì nguyện tay Chúa cùng giúp đỡ chung với con trong người đó. Khi con đặt cái viết chúng con ghi một chữ gì, nguyện tay Chúa cùng ghi với con trong những nốt. Tôi không biết trong năm mới này quý vị đã có một cái ước mơ gì cho mình chưa? Quý vị đã có một khao khát gì chưa? Nếu mà chưa thì chúng ta hãy cầu nguyện. Bởi vì sao? Một ngày kia tôi có trong túi tôi thì cũng không có được nhiều lắm, tôi có chút định. Thì tôi hỏi con tôi á, các con có muốn mua gì không? Thì đứa thì nó không mua gì hết, tôi không mua. Còn đứa kia là bất miệng liền, con muốn mua một thùng nước trái cây, là con muốn mua đồ chơi, nó sớm lên liền. Vừa miệng tôi vừa nói ra thì nó sớm vô. Thì quả thật nó đã được y như điều nó cầu xin. Có nghĩa là nó đã có cái nhu cầu sẵn và ba nó đáp ứng được cái nhu cầu của nó đang cần. Ngay lập tức tôi học được bài học thuộc linh. Khi Chúa đến với chúng ta trong thời điểm của Chúa, có những buổi thờ phụng và Chúa đến Chúa hỏi từng người rằng con có cái chương trình gì cho năm này chưa? Không có gì hết, Chúa chưa biết hết. Chúa đi qua Chúa hỏi đứa trang. Chúa hỏi đứa kia con có gì chưa? Đứa kia con chuẩn bị xây một căn nhà lớn để làm điểm nhóm và Chúa nói ồ cần bao nhiêu thì Chúa đáp ứng đúng nhu cầu. Người nào muốn điều gì, khao khát điều gì, hãy cầu xin. Chính Chúa là đấng đáp ứng, chính Chúa là đấng tiếp nợ, chính Chúa là đấng lo liệu. Khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta có khả năng, chúng ta có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Năm mới này quý vị có kế hoạch gì cho mình chưa? Dạ có. Amen. Em thấy biết sẽ đi truyền giáo. Cảm ơn Chúa. Thế giờ ơn Chúa, Chúa muốn mỗi người chúng ta gì?
đó là nói là nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, cho tôi đón nhận những sự lành, đừng đón nhận những sự dữ. Ngày hôm nay tin dữ nhiều lắm, quý vị mở tivi lên á toàn tin dữ không ạ. Tôi nhà tôi thì không có coi tivi, mấy năm thì không coi tivi, nhưng mà chúng tôi coi qua những cái chưa cái như là Zalo hoặc là Yahoo, những chương trình này tôi thấy trên mạng đó toàn là tin dữ không ạ. À, mỗi lần đi về Cà Mau thì lâu lắm tôi cũng mua tờ báo, nhưng mỗi lần đi Cà Mau đi xe ảo gì vợ là có thằng rẻ ổng nó lên mờ cái tầng miền cũng mua tờ báo, ổng hồ lắm, ổng bị dũng não, ổng bị bệnh tật cho nên ổng nhờ mua tờ báo, thì mua ủng hộ, mua ít thì cho ổng là nhiều. Thì vậy tờ báo tôi coi cái tờ báo từ trên dưới dưới còn là tin dữ không, cái gì đâu mà giết này đâm kia, cái thằng bé kia nó xin tiền bà nội nó 300.000 bà nội không cho, nó cầm dao đâm chết bà nội của người Hải Phòng luôn. Rồi cái người ở ngoài Nha Trang là yêu nhau mới 17-18 tuổi rồi, đứa này đi với đứa kia nó ghen nhau cũng nhảy đâm dao chết luôn. Rồi bà kia vừa đi làm đẹp xăm mặt xăm mai thì đẹp hơn hơn hẳn gì, tính khoe chồng đâu, ông chồng gì ông kia ông đem ra ông đâu nhậu vô trong cái là lửa bật ra lên ông thui cho cháy hết tất cả cháy mặt luôn chết luôn vậy. Ô chết quá chừng vậy, trong một cái tết này không á là 2200 vụ, quý vị nói 2200 đi là bao nhiêu, cái số quá chừng vậy, đánh nhau rồi giết nhau rồi đốt đi chạy rồi chặt tay chặt ngón nó xuống đủ cái chuyện á, toàn là tin dữ không. Nhưng mà Giê-bên á, xin Chúa cứu tôi ra khỏi sự dữ anh em. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa ơi, Chúa giữ con ra khỏi sự dữ. Chúa giữ con ra khỏi sự dữ chưa? Đừng có cho con hôn dữ nữa. Cầu nguyện cho chồng của con có hôn dữ nữa. Nhưng mà hãy ở trong gia đình hiền. Hiền. Amen. Thì một câu nhận bằng chính câu lành. Cảm ơn Chúa. Không có ai dạy giống như Chúa Giêsu ấy. Để mà bình yên mà tán qua này con, đưa tăng nốt bên kia rồi xong. Nếu mà ai này mà làm theo đúng như lời Chúa Giêsu dạy thì sẽ không có quấn lộn. Ai nó tước đoạt áo ngoài của con ai cũng chờ nốt áo chồng luôn đi. Ai bắt con đi một dặm đi hai dặm luôn đi. Thì còn gì nữa không? Nếu mà làm được như lời Chúa Giêsu thì sao? Là tuyệt vời quá. Tuyệt vời lắm. Nhưng mà Chúa từng nói là cái điều gì mà con người làm không được thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Amen. Xin Chúa giữ con ra, cứu con, giúp con ra khỏi sự dữ. Nhiều sự dữ lắm. Ngày hôm nay sự dữ lắm. Một trong những cái sự dữ người ta sợ đó là linh của sự ung thư. Ung thư. Ung thư nó đang tấn công. Người Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước mà tỷ lệ ung thư đứng thứ nhì thế giới. Sắp sửa họ đang cố gắng lên hàng đầu. Bởi vì sao? Cứ tiếp tục tiếp nhận vào cái ruột heo hôi thối của người Trung Quốc á, về cái rồi nó ướp rồi xào vậy lên mới muốn nhậu. Những quán nhậu ở Việt Nam là nơi tiêu thụ đồ hôi thối đồ thải của nước Trung Quốc quý vị ạ. Quý vị tưởng chân gà mà ngon hạt toàn đồ hôi thối để đồ dơ giấy đó không có ích lợi gì đâu. Cho nên cẩn thận khi chúng ta dùng những thức ăn, rồi chúng ta dùng những cái đồ quá chất nhiều quá, đâm ra ung thư nhiều quá. Quý vị ơi, cái sự dữ đó, nhưng mà tôi không nói về sự dữ cho quý vị, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện xin huyết Chúa Giêsu này bao phủ chúng ta, giúp chúng ta ra khỏi sự dữ. Amen. Ra khỏi sự dữ. Chúa cho chúng ta ăn những thức ăn ngon để rồi chúng ta có sức khỏe để phục vụ được Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta ra khỏi sự dữ. Chúng ta biết rằng nợ nần cũng là sự dữ, đúng không? Chúa, nhớ danh Chúa Giêsu, ngày cứu con ra khỏi sự dữ. Sự chết chóc, nợ nần, bệnh tật. Mình nói người bên cạnh nào, hết lòng kêu cầu Chúa để Chúa cứu bạn ra khỏi sự dữ. Amen. Hết lòng kêu cầu Chúa để Chúa cứu bạn ra khỏi sự dữ. Hallelujah. Giữ tôi. À, ông nói nè, giữ tôi khỏi sự dữ. Giữ tôi ra khỏi sự dữ. Bởi vì sao? Mình đọc theo cái tiếng Pháp cho nó dễ nè. Giữ tôi ra khỏi sự dữ. Giữ tôi ra khỏi sự dữ. Như vậy nó đúng hơn là giữ tôi ra khỏi sự dữ. Nó tiếng mình trong thì giống nhau quá đúng không? Gìn giữ tôi ra khỏi sự dữ. Điều này rất là quan trọng. Amen. Nhiều người trong chúng ta không cẩn thận thì sao? Ma quỷ nó sẽ xúi mình, xác thịt nó xúi mình làm sự dữ. Ngày hôm nay nhiều sự dữ, nó xúi làm sự dữ đó. Nhưng mà xin Chúa Ngài gìn giữ chúng ta ra khỏi sự ung dữ. Amen. Ra khỏi sự ung dữ. Ra khỏi sự gian ác, sự dữ của đời này. Nhiều cái sự dữ nó tấn công á.
Đây là điều rất là quan trọng. Rồi vậy nè, hầu cho tôi khỏi buồn rầu. Được cái điều này còn gì nó buồn rầu? Là vui buồn rầu, amen. Có Chúa là ca hát, có Chúa là buồn rầu, có Chúa là phước hạnh, có Chúa là bình an và Chúa cứu như vậy á. Ồ, cái sự buồn rầu á, cái buồn rầu nó nguy hiểm lắm. Có nhiều người sao? Tôi buồn mà không biết tại sao tôi buồn. Cái nỗi buồn không tên. Nhưng mà nhờ ơn Chúa buổi trưa hôm nay chúng ta nói là buồn ơn người ta xin chào đi. Mỗi một người trong chúng ta đây cũng phải được kinh nghiệm. Phải kinh nghiệm. Quý vị
có biết được cái câu chuyện của hoàng tử Phi Châu không? Samanurit. Ông ấy là một con dân đen, dân xấu, dân nghèo, dân nàng. Nhưng ông ấy da ông đen nhưng lòng ông ấy khá là trắng. Ông nghèo về vật chất nhưng tinh thần ông rất là mạnh mẽ. Ông sinh ra một dân tộc của rủa xả nhưng mà lòng ông hướng về Chúa để đấng và phương chọn. Và từ con người khinh bỉ bẹp, ông lên trên tàu, ông biến từ trưởng tàu tướng cướp đó trở thành những người cờ đất nhân thiện với Chúa. Từ những vụ đánh lộn cho đẫm máu trở thành yêu thương nhau và tha thứ cho nhau. Ông đến với những con người mặc đồ vest cho sang, đi xe cho đẹp, nhưng mà lòng trống trải vậy. Ông khiến cho những con người từ những con người xa cách Chúa trở lòng hết yêu lòng thiện với Chúa. Ông đến một đám tang, ông biến đám tang trở thành một cuộc truyền giảng lớn và những cấp quan chức cao phải trở lại thờ phượng Chúa. Và ông đến một trường học đã từng đánh giết nhau đủ thứ xấu xa, trường học nó trở thành một cái nơi gọi là tuyệt vời. Và ngày hôm nay học nó còn lấy tên của Samuel, nó trở thành một cái trường học cho người đó tại Texas của nước Mỹ. Một cái người nghèo nàn bình thường nhưng mà kính sợ Chúa. Có Chúa là chúng ta biết rằng giúp cho chúng ta thoát ra khỏi số phận. Hãy nói người bên cạnh này, hết lòng nhờ ngày Chúa để thoát ra khỏi số phận. Hết lòng nhờ ngày Chúa để thoát ra khỏi số phận. Hết lòng nhờ ngày Chúa để thoát ra khỏi số phận. Số phận của quý vị là gì? Là nhiều, là nàng, là xấu, là bị thánh dễ, là bị đau đớn, là cái gì tôi không biết. Nhưng mà quý vị hãy học nơi, tôi và quý vị hãy học nơi Gia-bê buổi sáng này, khấn nguyện với Chúa, kêu cầu Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta ra khỏi số phận. Chúa cứu chúng ta ra khỏi số phận. Và Chúa Giê-xu Ngài đã đến trần gian này để giúp cho biết bao nhiêu người thoát ra khỏi số phận. Từ què quặt trở thành khỏe mạnh, amen. Từ đuôi lòa trở thành sáng sủa. Từ những người bệnh tật trở thành những người khỏe mạnh. Từ những người tay đến cá. Ô, số phận của tôi là chỉ biết sáng ra đi đến lưới, từ tối về ngủ đến lưới. Cuộc đời của tôi chỉ biết đến biển và đến cá vậy. Nhưng mà Chúa biết chúng ta là kể từ ngày nay ngươi sẽ trở thành tài đến lưới người. Chúa thay đổi số phận của một người tên là Simon trở thành Peter. Chúa thay đổi một người chiến cầu đó thâu thuế và xấu hổ, nhưng mà Chúa biến ông Matthew đó trở thành người phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa biến một cái tên gọi là Isaiah là xấu hổ, là luôn là thiếu hụt, là đau khổ, là xấu xa, nhưng Chúa biến Isaiah cũng trở thành một người rộng rãi và trong người khác. Chúa là đã thay đổi số phận. Ngài thay đổi những số phận ở trong Kinh Thánh, Ngài cũng thay đổi cho bạn và tôi. Nếu bạn thành tâm thật lòng xem cuốn phim này xong, tôi cầu nguyện cho quý vị không còn than thân và trách phận nữa. Hãy bám chặt lấy Chúa, cầu nguyện giống như Giabê để Ngài thay đổi số phận của bạn. Chúa Giêsu yêu thương bạn và Ngài có một chương trình tốt lành chính đối với bạn. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.